vậy là movie maker là cái gì? Movie maker là sau khi các thầy cô ấy học về đồ họa rồi, vẽ được một cái bức rồi, thế thì các thầy cô ấy có thể lấy những bức đó vẽ cái ngôi nhà 3D này, vẽ cái phong cảnh 2D này, rồi lấy cái bài hát để sáng tác này, chúng đưa vào ghép vào nhau gọi là dựng. Thì movie maker chính là phần mềm tích hợp dữ liệu này, này. Đấy, thì chúng ta trong cái quá trình làm việc, cái quá trình làm phim ấy, nó gọi là tích hợp dữ liệu. Thế thì các thầy cô ở đây có chức năng thứ nhất ấy, là đưa dữ liệu vào, thứ hai là soạn thảo, cái thứ ba là xuất. Thế bởi vậy thì cô mới xem ấy, cái chức năng này ở đây này, nó có nhập dữ liệu vào. Thì bây giờ chúng ta thử nhập dữ liệu import picture, ta bấm vào import picture và thầy cô nhập cái dữ liệu vào trong cái phần mềm của mình. Thì cứ lấy dữ liệu làm được chính dữ liệu mà các thầy cô vừa vẽ đấy, cái hình mà tam giác vừa vẽ đấy, thì ta đưa vào, ta xây một file, sau đó ta chỉ import picture vào trong phần đó. Không phải, ta import picture này, import bấm thì import picture, thì sau đấy các thầy chọn một cái tranh nào đấy, chân dung của chị Lái Thiên đó, đấy, của bà Lái Thiên, và để sau ta đưa vào nhau. Đấy, hiểu không nhỉ? Như vậy cái quá trình đó về chuyên nghiệp là gọi là import. Import là đưa vào, nhập vào, mình xuất nhập khẩu mà. Xuất khẩu export, còn nhập khẩu là import. Đấy, thì chỉ làm việc đúng không? Ta chỉ làm một cái thôi, chứ tôi không yêu cầu làm tất cả. Hiểu không nhỉ? Làm một cái để biết rằng là quá trình đúng rồi, đây bác này làm này tốt rồi. Đấy, đúng rồi, bác làm thế rồi. Nhưng mà bác lại không thể hiện bản dựng, bác phải cho trông cái bản dựng này, bác giấu bản dựng rồi. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, bác có đưa dựng lên. Thế của chị là vẫn mê mải xây xưa với lịch công tác đúng không? Lịch công tác là làm hôm nay lo thì ngày mai rồi, hôm nay là người này là kế hoạch tốt đúng không? Biết rồi, phần mềm khác biết rồi. Nhưng mà nó nguyên tắc cũng thế thôi, bác phải tòi cái bản dựng ra. Bác phải trông cái bản dựng ra. Đấy, đúng rồi, đấy, đúng rồi, đấy, đúng rồi, cái này rồi. Trên bản dựng ấy thì của hai máy này là khác nhau. Máy này nó đếm thời gian, theo thời gian, còn của chị là đếm theo frame. Đấy thì hai cái khác nhau, chị có thể chọn một trong hai option để nó có thể đưa vào. Thế thì bình thường ấy, khi mà chức năng movie maker ấy là thứ nhất là đưa dữ liệu vào, cái thứ hai là phải soạn thảo nó. Soạn thảo tức là gì? Ta lôi cái dữ liệu đó, ta thả vào bản dựng, thả xuống cái kênh ở dưới cái này. Đấy, và ta lôi, ta phải thả vào đây. Bác đưa vào, để xong bác phải lôi cái đó, nó thả vào dựng. Rồi, ta enter dùng một lần. Vâng, ta enter tiếp đi. Vâng, đây đúng rồi, nữa, enter rồi, nữa, vâng, nữa. Ôi, quay này quá rồi, tôi bấm chữ P đi, bấm P để chúng quay cái tình ngày hôm nay đi. P nữa, quay P nữa, vâng, rồi P nữa, rồi cảm ơn. Thế thì như vậy ấy, là chúng ta ấy, đã đưa dữ liệu vào rồi, thế xong ta phải lôi vào bản dựng. Đấy nhé, đây, bác coi bác đưa vào chưa? À bởi bác chưa tìm thấy cái một cái cục nào. Đúng rồi, bây giờ con gà rán tốt, đúng rồi, cái đùi to. Thế nên coi bác đưa vào rồi đúng không? Thì bác thì con đưa đây, nhưng bác tiêm nhiều quá nên quá là tí máy nó to. Bác coi bác xóa bớt đi. Bác xóa bớt đi. Đấy, không nhìn nhiều quá thì bác. Thường ấy, ta nhìn cái thời gian trên, thì với thời gian ấy là 5 phút làm phim ấy, thì các bác được nhà nước giả cho là 500 triệu đồng rồi. Thì hiện nay phim hoạt hình ấy, nhà nước giả 1 tỷ, nhưng mà thôi giả rẻ các bác ấy, là 5 phút phim các bác làm 500 nghìn, à hay 500 triệu, hình như 500 triệu. Chứ còn nếu mà bình thường hãng phim hoạt hình ấy là bộ hóa sẽ cho là 5 phút phim giả 1 tỷ đồng, nhưng mà thôi các bác thì giả cho 500 triệu. Thế nhưng mà làm trên máy vi tính thì các bác chỉ thấy khoảng độ có 15 triệu thôi. Thế cái thứ hai ấy, là các bác ấy, đưa cái hình nọ hình kia, đưa hình nọ rồi nhồi vào hình kia, cái nọ trước cái nào sau rồi cắt ngắn nó đi, thì đấy là tất cả cái đó nằm trong sách dẫn rồi đúng không? Các bác có thể đọc sách dẫn được đấy nhá. Thế thì để tôi nói thí dụ như thế. Xong tiếp theo là giai đoạn bác phải xuất ra sản phẩm, coi em coi là enter dùng đúng không? Thế thì chức năng mà xuất sản phẩm ấy thì nó có rất nhiều chức năng. Thứ nhất là ta xây lại ở trên, ghi lại ở trên máy tính của mình. Đấy, thì bây giờ các bác có thể xây luôn được, bởi nó chưa có gì xây được. Để ta thử chức năng thôi.
các bác là diêu được thì bác xây ra ngoài. Thế thì xây ra ngoài là bởi vì tôi nói này, moving cơ ấy là cái phần mềm ấy mà nó là phục vụ cho Windows XP. Thì đa số thì khảo sát toàn quốc ấy, thì Windows XP vẫn chiếm đa số, bởi vậy là chọn cái moving cơ là hợp lý. Chứ ở các bước sau như Win 10, Win 7 thì một số chức năng của Movie Cơ là nó không được tốt nữa. Thì đặc biệt chức năng ấy, mà thêm chữ ở đầu phim, mà thêm chữ cuối phim là nó bị lỗi. Đấy, tức là dùng nhưng mà nó không lên. Thế này, thế này xong trường hợp này, ta lên có kéo, không, cái này sẽ bị sạc rồi. Thế thì đối với chức năng đó thì người ta xuất, nhưng mà theo cái chuẩn ấy, của đa phương tiện, cái chuẩn của đa phim ấy, là ta phải chuyển cái đĩa CD. Chuyển đi và mục đích của chúng ta ấy, là có thể truyền bá được trên cái dạng của trang web. Thế bởi vậy thì nó có từng cái chức năng. Tất nhiên đối với số mềm ấy, có thể nó không đầy đủ cái chức năng đấy. Thế thì chúng ta có thể xuất lên định dạng của Windows. Nếu mà các bác mà không theo của hãng Microsoft Windows ấy, thì bác có thể xuất ra định dạng khác và thường thường được công suất. Thì cái đấy là để ta có cái tập chỉ tập xuất ra xem đấy. Đúng không? Đấy. Thì sau đấy enter nhờ enter. Thì enter là này, dữ liệu đăng tiện ấy, thì trong dữ liệu đăng tiện nó có 4 loại. Bài nhất ý, là văn bản, nó ứng với những bài mà trong giáo trình chúng ta xét. Giáo trình đó là soạn theo cái học tích cực, đúng không? Từ tôi nhắc lại, đầu tiên là tìm tòi, đầu tiên là tìm tòi khám phá. Cái bước thứ hai là các bác phải thực hành. Bước thứ ba là ta sáng tạo. Và chủ yếu ở đây thầy giáo là hướng dẫn học sinh làm tài liệu đó hoàn toàn là rất nghiệm thu, thì là đánh giá là cái đó phải đánh giá là hay và để cho học sinh tự làm. Thì chúng ta ấy, là bốn loại dữ liệu, thì có loại dữ liệu về văn bản là bình thường, và dữ liệu thứ hai là âm thanh, thứ ba là hình ảnh, dữ liệu thứ tư là thì đối với dữ liệu âm thanh ấy, thì tôi chọn dữ liệu âm thanh đầu tiên bởi vì này, bởi đa số các bác các thầy cô khi làm hình ảnh đều phạm cả ai thế là thấy đưa vào cô lên nhìn màn hình rồi, có bác đưa vào rất nhiều hình ảnh, đây đúng rồi, phải rất nhiều hình ảnh. Nhưng mà âm thanh ý, thì thường ta kém xử lý. Thế nhưng rất may ý, là đối với âm thanh của ta ấy, thì ta có thể dùng file MP3, tức là cái tính xác của nó. Thế nhưng mà đối với âm thanh ý, thì về tính chuyên nghiệp là các bác có thể chưa biết, thì tôi trao đổi quá trình dạy là như này. Là âm thanh ý, là nó đưa vào nhiều cái đường âm thanh, về bản thân trong video của âm thanh, rồi ta đưa nhiều bài hát vào. Thì những hát nó chèn nhau thì bác phải thay đổi làm sao đưa một file thanh nhưng bác lại điều khiển âm lượng của nó. Các bác ý nhỉ, cái điều khiển âm lượng của nó tức là nào, lúc nó to lúc nó hát to, lúc hát nhỏ, tức là chậm bổng. Đồng thời trên cái video ấy, trên cái đoạn video ấy, tôi đã nói như là phần chuyên nghiệp trên đoạn video, thì nó là hình ảnh cộng với âm thanh. Cái âm thanh của video ấy, thì khi các bác ấy, một quay một cảnh ngoài trường thì bác quay cái cảnh hàng một người đang uống, nhưng là sau có tiếng ô tô kêu bim bim là bác xóa cái bim bim đi bằng cách bác phải tách cái chỗ thành ra, và sau đấy bác xóa âm thanh, hoặc là khi mà đồng bộ hóa bác tắt đoạn video thì đoạn âm thanh cắt theo. Thì đây bác không cắt đoạn âm thanh thì là tách hai cái để hai cái không đồng bộ với nhau. Đấy thì nó có cái chính xác về chuyên nghiệp như thế. Tất nhiên người nào mà làm thật rồi bắt đầu làm sản phẩm để hợp đồng với ta ấy, thì yếu tố thanh kỳ quan trọng, rất quan trọng. Thì bởi vậy thì tôi đặt âm thanh là cái loại đầu tiên các bác cần phải hướng dẫn cho trẻ con nó sẽ hình ảnh nó làm nhanh, nó nhanh hơn các video, nó xử lý, nó cắt kiếp được anh. Nhưng đặc biệt âm thanh ấy, là nó phải mày mò, nó phải đọc cho khách nước ngoài thì nó mới có thể làm được. Thế thì tất cả cái điều ấy thì tôi nghĩ tất cả những cái mẹo thì nằm trong tài liệu rồi, đã kiểm tra. Tức là ta cắt là âm thanh, ra giảm, rồi bắt đầu xuất phát từ đâu, lấy ở giữa, lấy ở đầu, nhồi trước hay sau, và gì, và làm tuân một số đoạn âm thanh. Đấy, thì cái đấy là cái tính chất của cái monitor ấy. Tuy nó không phải phần mềm chuyên nghiệp, nhưng có đầy đủ chức năng như là phần mềm chuyên nghiệp. Và nhớ lại, phần mềm chuyên nghiệp làm đài truyền hình, phần mềm là Adobe Premiere, chúng tôi mua phần mềm đó, và nó cộng theo cái phần mềm kỹ sản. After Effects tại vì người ta làm thế, sinh tôi cháu làm thế. Thế còn ấy, còn con số thì cô mới hỏi này, thế làm bằng cái phần mềm Pro Show được không? Thì rất ít Pro Show là phần mềm mà các bác trả tiền. Bác mà phá khóa thì bác chỉ phần mềm mà nó hiện cái chữ là đây là phần mềm Pro Show mà chưa trả tiền. Thế thì bởi vậy thì là mà nó chỉ là phần mềm trình diễn các slide thôi. Nhưng theo tôi là các bác cứ phát triển cái computer trên máy nhỏ thì hoàn toàn là rất là dễ trình bày cho trẻ con, đúng không? Enter
Tiếp theo ấy là có bạn ấy và các bác ấy, máy thì bây giờ có micro nhiều rồi thì các bác chủ động làm sao để các em tập ấy, một cái đại phương tiện tức là ghi âm thanh của mình vào, tức là một trong cái cầu ấy, của cái bộ phim ấy, là cái âm nhạc là một này, cái thứ hai này là cái tiếng động, và cái thứ ba là cái lời thoại đấy nhá. Tức là khi mà xác định âm thanh ở trong bộ phim ấy, thì thứ nhất là âm nhạc, tức là cái nền nhạc, rồi một số bài nhạc nó nổi tiếng như là bài mà Romeo Juliet chẳng hạn, hay là cái bài về lịch sử tình yêu chẳng hạn, thì bản thân cái nhạc phim sau này trở thành bài hát độc lập đấy, thì đấy gọi là nhạc. Và thứ hai là phần đối thoại với nhau, người nào nói người kia, thì các bác tập cho các em âm thanh là phải tập ghi âm lời gì vào trong phim. Đối với học sinh của tôi ấy, yêu cầu ấy, ông phải có lời thoại, lại có nhạc là về nhạc của Trịnh Công Sơn. Và cái thứ ba thì phải trích cả một số những cái đoạn tiếng động như là tiếng lao sao ngoài, tiếng con vịt nó vô cánh như nào. Thế nên tất cả cái đó thì tôi nêu trong tài liệu để ý là nói, tức là ta cần quan tâm cả từ micro thu, cái tiếng thoại, cái thứ hai là cả âm nhạc và bài hát thứ ba, và cái thứ ba là cả tiếng động, thu tiếng động tự nhiên, thì tất cả có thể làm được tính được. Enter. Vâng. Cái tiếp theo là dữ liệu văn bản ấy, thì cái này là các bác trên máy của bác có Win 10 hay Win 7 các bác được thử. Bởi nó thử ấy, thì chức năng này là toi này, chức năng này là hiện nay là cái monitor là toi, tức là vào cái beginning, tức là đầu tiên giới thiệu phim nó phải tóe ra, xong trên thì hiện ra phim gì, đạo diễn năm bao nhiêu của hãng phim Hà Nội chẳng hạn. Thế thì cái đoạn này ta làm được, nhưng mà nếu mà làm được thì ta ăn gian cái ta làm này là cái title, tức là nhãn trước cái đoạn một cái clip, để bác làm một clip và cái hình ảnh con ra, bác nhồi cái chữ lên trên clip, mà clip của bác toàn hình trắng thôi, nó gọi là cái phông trắng, thì bác nhồi chữ, tức là đối với V10 thì cái này không chặn được, cái này không chặn được, nhưng cái này chặn được, cái này bác chặn, bác có thể là nhăn nhố để thay thế, bác rõ mình đấy, tức là cái kinh nghiệm làm như thế. Tất nhiên bởi vì thời gian nhiều, tôi có thể làm trực tiếp lên được, thì tôi làm trực tiếp nhanh thôi, để nhìn thấy có thể thử chúng ta. Thế thì ta lưu ý cái ý. Thì ở đây cái này cũng tôi cắt trong tài liệu ra, thì trong tài liệu cũng nói rồi, tất nhiên cái hạn chế của tôi nói rồi, và enter dành rồi. Thế thì tiếp theo là có một cái mà khi mà làm phim ấy, nó hay cái là cứ như là bây giờ bác đang hát chẳng hạn, xong tiếp theo là hiện là khi mà quay ngoài trời ấy, mà vào trong này, vào trong phòng ấy, là bác bắt đầu mới thu tiếng riêng. Bác quay là quay cảnh hiện trường, nhưng bác vào đây làm người ta gọi là hậu kỳ, thì bác lại gì, bác thu tiếng riêng thì mồm bác không khớp, phải bác không chuyên nghiệp. Cái người chuyên nghiệp ấy, là ngoài trời nó mở miệng thế nào thì trong này miệng nó thu nó mở miệng đấy, thì bác không chuyên nghiệp không khớp, thì lúc giờ người ta làm nhòe cái hình bác đi, tức là dùng kỹ sẵn làm cho nó nghe cái hình đi đấy một cách. Cái thứ hai là khi đang cái chiếu cảnh của gương thì bắt đầu lại sang cái gì, lại sang cái chỗ cái bờ sông, ở bên bờ sông sông Lấp từ cái gì ở phòng, hay là bên sông Công ở trên Thái Nguyên các bác. Khi hang sông đó thì người ta không đột ngột là nó cắt hình được, thì làm nó nghè hình, hay là cái kia cái Hà Nội mờ đi, Thái Nguyên hiện lên, rồi đến khi Thái Nguyên lật sang trái, tức là bắt đầu Hải Phòng thế từ bên phải nhảy vào. Thì tất cả kỹ xảo đó là cái rất quan trọng, nhưng mà tuy nhiên chỉ máy năng lực mạnh thì bác mới làm nhiều thôi, chứ máy mà năng lực kém thì bác làm bác ngủ bác ơi, rồi ra ra ngoài thì ngủ được, bác ơi ra ngoài thì mát hơn, vâng, bác ra ngoài ngủ, bác ngủ thoải mái, bác về trước cũng được, ra vậy. Thế thì trong trường hợp ấy thì ta thấy là cái chuyển cảnh ấy là kỹ xảo, mà bản thân trong phần chuyên nghiệp ấy, mà phần mềm với computer ấy, qua hàng trăm cái kỹ xảo với nhau, người ta thử kỹ xảo thay. Nhưng mà tôi một lần tôi cũng làm dụng kỹ xảo, làm dụng kỹ xảo thì chỉ trong một tiếng hồ phim thôi, tôi phim làm một tiếng, nó làm cho 72 tiếng hồ nó render trên máy, tức là nó tính toán trên máy. Thế nên các bác đừng lạm dụng cái kỹ xảo làm kỹ một hai cái thôi, bởi dùng nhiều cái này rất là tốn, rất tốn cái xử lý toán học. Và xử lý toán học ấy, thì đối với máy tính người ta học rồi, tức là chỉ có máy của Motorola nó mạnh thôi, cái máy tiếp theo của ta nói chung là kém để xử lý con nào, xử lý đồ mạng đấy, thì chúng ta có cái ý đấy. Rồi xin mời truyền cảnh giúp thật. Thì tiếp theo là một cái vấn đề các bác làm gì thì cái quan trọng là kịch bản. Thì sau này mà các bác hướng dẫn các em làm đề án để làm bài khóa chẳng hạn, hay là hướng dẫn các cháu nó làm một cái vấn đề thuyết trình, thì quan trọng vẫn là kịch bản, nó phải có đầu có đuôi, ông đi qua bà đi lại, xong cùng giới thiệu là con tầm nhà thơ, lúc giờ mới giới thiệu có thể chính,
tức là cái kịch bản là cái mà rất quan trọng, đòi hỏi cho một cái thằng học sinh ấy, là nó phải có một kế hoạch định làm cái gì. Thế thì thường cái bộ phim ấy mà 500 triệu ấy thì tiền kịch bản giả khoảng độ một giả khoảng độ bao nhiêu nghìn, giả khoảng độ 80 triệu. Bọn tôi đã từng làm phim cho hãng khi mà thì rồi 80 triệu. Thế thì thấy tại sao ngon ăn thế, thế là cái ông làm phim ấy là ông lấy tên là con gái ông và ông tự viết được kịch bản. Bạn hiểu nhỉ, một kịch bản giả 80 triệu đấy, không có mấy, là kịch bản cái giá rất cao. Thế điều có nghĩa là kịch bản nó có ba cái loại kịch bản. Nhất ý, là dùng như ngày xưa có một ông vua. Thế thì khi mà bác làm kịch bản văn học ấy, là ngày xưa có một ông vua ấy, thì kịch bản văn học ấy thì nó không thể tả được ngày xưa. Hiểu nhỉ? Hay là ngày xưa dưới thời vua Hùng có một gia đình mà vợ nó chết, thế là nó lấy vợ hai. Đấy, lấy vợ hai thì con đầu thì là Tấn, con hai là Cám. Hiểu nhỉ? Thế thì đến khi kịch bản văn học thì phải cái này, mặt trời du cao lên, hiểu nhỉ? Có tiếng quét được quẹt. Đấy là tiếng quét sân của gì? Của Tống. Tống là con vợ Hàm đã mất. Tiếp theo là có một ngón chân nó rung rung trên trắng, ngáy rất to. Thì đấy là con Cám đang nằm. Con Cám là con của gì kể. Đấy, tức là và con Tống tím để rung vào cái ngón chân, ngăn ngón chân người giao chỉ. Nó rung rung lên, vừa ngáy vừa rung ở trên trắng. Thì đấy là ngón chân của con Cám. Và hai Cám là hai chị em cùng cha các mẹ. Sau đây là chuyện tương giao. Thế thì đấy, chứ không phải là ngày xưa dưới thời vua Hùng không thể tả được. Đấy là kịch bản văn học chúng ta lưu ý. Thế bởi vậy nó cần cái gia giảm nó chuyển từ kịch bản văn học sang kịch bản đăng tiên. Thì thông thường như thế là đối với học sinh của tôi thì tôi yêu cầu phải làm trong một ngày, một suốt ngày ông cứ chuyển cho tôi chuyện cảnh xanh, tôi chuyển đến kịch bản văn học nào. Thế sau đấy ông lại phải vẽ cái storyboard, tức là vẽ từ cảnh một. Trước khi quay phim là người ta vẽ từ cảnh một. Ví dụ như bảo là bây giờ có một thằng nó kẻ cướp nó trói ông, nó treo lên cây. Thế thì ông phải vẽ thử trói như thế nào và treo lên cây nào, để sau này khi người ta vẽ cái cảnh đó phải cách thì vẽ cái thằng treo cây như thế nào để thằng kia. Và cái công đó là công của họa sĩ diễn xuất. Ví dụ như là cái thằng đi đánh trống kìa, đánh trống như thế nào, tức là đánh trống nó phải chân bước này, và khi viết diễn xuất tức là khi một chân này bước ra thì cái tay này thì lại nó xong. À đúng rồi, cái tay này như này, còn cái tay như này thì lùi này. Thế bởi vậy cái thằng diễn xuất là rất quan trọng, nó phải được học ở trường để cao đẳng. Thì thằng tiết học không thể được. Tôi có một cái có lẽ là cũng trao đổi các bác này. Các bác đừng nghĩ là các bác là người có phần mềm học là bác sáng tác được. Sáng tác được là cái thằng mà học trường thuật. Bởi vậy bác mà vừa là thằng sáng tác được, vừa là thằng kỹ thuật mà, thì Việt Nam này chỉ có một vài người thôi. Các bác hiểu ý nhỉ? Các bác ấy có phần mềm rồi nhưng các bác không vẽ được, để bác có học chưa thì thật đâu. Còn đồ 2D thôi, thế là ai bảo cho bác phần mềm lên nhưng bác vẽ ra cái gì đâu. Tại sao vẽ một môn mô nghe nghe, nhưng mà tất nhiên sau này đánh giá hay ở chỗ cái sự mô nghe của nó. Nhưng mô nghe của trẻ con khác mô nghe của người lớn. Mô nghe của trẻ con ấy là này, nó mô nghe thật thì nó là được giảm, và bác là cố tình tạo mô nghe mà nó trông nó biết ngay. Đấy, nó biết ngay là bác cư xử làm nghề. Thế bởi vậy là nó có thể bác có phần mềm, bác không trở thành người có sản phẩm được, mà bác phải thuê cái thằng nghệ sĩ làm diễn xuất của bạn. Mấy bác tôi bảo rõ nhỉ. Thế nên là ta cái kịch bản của bác chậm lên kịch bản là quyết định là kịch bản nó nào, nó chuyển sang bên cái đạo diễn, bên đạo diễn hay là gọi là bên làm phim như thế. Cái chính đạo diễn là tôi chưa gì phải bác, nhưng thực ra cái khóa học của ta này, hai ngày học ta, cái xuyên suốt của nó là đưa được tiếp cận đạo diễn, tiếp cận mới về đồ họa đạo diễn. Thế thì hiện nay là cái đạo diễn thì có nhiều hoạt động rất lớn cho bảo tàng ảo, rồi là phần mềm làm y tế ảo, làm cho giải phẫu của người ảo, rồi học ảo, thế nó rất là nhiều. Thế thì ta không có thời gian để ta trình bày về đạo diễn, nhưng lý nói là nằm trong cái mạch đấy. Vâng, bác Hiền, em cơ giúp vâng. Cái tiếp theo ấy là cục công nghệ thông tin ấy. Thì yêu cầu chúng ta ấy là khi mà chúng ta mà làm ấy thì chúng ta phải kết nối với điện thoại thông minh. Thế bởi vậy thì là khi mà kết nối này thông minh ấy thì như buổi qua tôi nói là cần có cái cáp chuyển đổi. Đồng thời các bác chuyển cái dữ liệu đăng tiền ấy để nối với cái máy tính của mình để có thể làm được. Vâng, enter tiếp. Vâng, tiếp theo là các cái phần mềm ấy mà PowerPoint ấy, là slide PowerPoint giống đấy là Pro Show ấy thì là rất là nhiều.
Ngoài ra tôi thể giới thiệu các bác cái phần mềm ấy, để chuyên làm phần mềm là này, cái phần mềm nó tên là phần mềm producer. Các bác có thể là nói lan ngang nhưng đồng thời có slide trên nó diễn đúng không? Vậy thông thường bác nói slide, hôm qua tôi nói rồi, UNESCO quy định ấy, là trong một tiếng hồ chỉ nói 6 slide thôi. Thế giả sử trong tiếng hồ bác nói khoảng 20 slide cụ thể đúng không? Thế thì cái slide nó cũng bấm sau bác đồng bộ cái lời bác với cái slide đó, phần mềm producer, phần mềm rất hay để bác có thể làm bài giảng được. Thì thông thường là tôi chấm các cái bài giảng của giáo viên ở trên bộ, nhưng mà tôi chưa thấy các bác sử dụng cái đó. Các bác mới làm chỉ làm PowerPoint thôi, thực chất là presenter đúng không? Presenter để làm hợp cái phần đi lên đây thôi, thì các bác chưa dùng phần mềm producer giống cái đó. Phần mềm producer trước đây của anh em mà sau này thì của anh xuất rồi. Tiếp theo là các phần mềm kỹ xảo. Phần mềm kỹ xảo tức là nó làm kiểu như là một cái đầu tiên vào, tức là mình đang đứng này, bùm cái mình vẽ là đồng hiện chữ, sau đây là hát phim gì, cái kỹ xảo đó là chúng ta làm sẵn rồi. Thế là trong cái monitor cũng có một số kỹ xảo đơn giản thôi, là nó làm cái và cái chúng ta thấy có cái màn hình của cái của video USB đấy, thì một số cái màn hình tôi sẽ đây rồi enter. Tiếp theo là phục vụ cái video của mình ấy, phục vụ cái e-learning ấy, thì là bác có thể làm bài giảng video hay bác có thể học viện video. Thế và các minh họa hành động thì tôi lưu ý là này, cái sản phẩm ra ấy là phim, thực chất đây là video, thực chất đây là video. Thế video ấy, thì nó khác hành động, quan điểm ở chỗ là video mà khi mình quay video thì sự kiện nó xảy ra. Thế còn hoạt hình ấy là khi ông vẽ đâu sự kiện xảy ra đấy. Chúng ta cần phải phân biệt cái đó cho trẻ con. Ông quay video là quay máy quay video, nó gọi là tiếng Anh, gọi là video camera. Chiếc camera thì là tiếng Anh, tức là nó gọi là máy ảnh, người ta gọi là máy chụp ảnh. Thì video camera thì quay đó là sự kiện xảy rồi, ta sẽ thu lại, người ta được cái đó là cái video. Thế còn cái phim ấy là hình động, làm hoạt hình ấy, là cái phim mà ta vẽ tạo hình động và nó tạo ra sự kiện. Khi ta vẽ ta tạo ra sự kiện đó, ta vẽ con thỏ chạy, thế ta hiểu con thỏ chạy. Thế còn khi quay video là con thỏ chạy ngoài đường, tôi quay lại hai cái một lần với nhau. Cái đó của cái câu hỏi mà phải hỏi thì đối với học sinh thì vừa dạy về cái này. Thì enter và enter. Thế thì tiếp theo khi xuất sản phẩm ra thì dĩ nhiên ý, là người ta có thể ghép nhiều cái nhau, cái này nằm trong cái sách của các bác luôn, thì tôi trích ra luôn. Thì xuất sản phẩm từ tí người ta trao đổi chúng ta rõ hơn. Enter. Thì hạn chế thời điểm này ý, là cũng Windows USB này. Đấy, nếu mà Windows USB thì chạy cái này hoàn toàn ngon. Thứ hai là dạng đẹp video không nhiều, nhưng khi đó các thầy cô có cơ hội để bắt các cháu là phải hiểu được phần mềm convert và hiểu thế nào là chuẩn nén. Hiểu nào là chuẩn nén, nó nén cho các kia và nó có thể đưa ra những cái dạng video khác nhau. Thứ hai là số kênh không nhiều cũng vừa đủ. Thế còn các kỹ xảo thì lưu ý là kỹ xảo ta cũng được qua hạn chế dùng kỹ xảo thôi. Sao bác làm thử bác xuất luôn, bác xuất lên là bác hiền, bác ấy có máy chụp ảnh, bác đàn bác. Rồi, thế thì sau đây thì là Trang cảm ơn. Đấy, cảm ơn chị theo dõi. Đây thì các bác mới hỏi, tôi trả lời, tôi trả lời mình chính, các bác hỏi là quan trọng. Bởi đến đây để ta trao đổi. Đấy, chứ không phải, ta còn 8 phút nữa để ta có thể là hỏi. Vâng, bác hỏi. Bác hỏi câu gì tôi trả lời được, mà không được thì tôi lại bảo trả lời được. Thì em không sử dụng phần mềm của Mobidoc, em sử dụng phần mềm của Unit. À đúng rồi, thế tôi nói luôn. Các bác ơi, thế thì có một số bác thì dùng Unit Studio thì cũng được thôi. Nhưng mà này, tôi đã bảo này, cái phần mềm ấy của Mobidoc nó hay ấy, là nó giống phần mềm Adobe Premiere mà thông thường đã khuyến cáo đấy là phần mềm của cái hội mà đang hiện trên giới là nó khuyến cáo là nó phải có đạt những cái chuẩn đấy. Còn Unit thì nó tiện cho bác thôi, nhưng mà nó không thể hiện những cái chức năng nhưng mà khá lớn. Thế nhá. Cái thứ hai là khi bác mua một cái máy quay video của Sony hay của Sanyo thì nó đều có phần mềm kèm theo. Phần mềm chế độ đặc biệt cái phần mềm của hãng pin Apple ấy, của cả đấy thì nó chế cũng rất là tốt. Bác có hiểu không nhỉ? Đấy. Nhưng mà nếu mà bác đã dùng Unit rồi thì bác biết chức năng Unit, và nếu thế bác chỉ
lớn thêm tí nữa, nó dùng Adobe Premiere của các nhà chuyên nghiệp. Nhưng mà cái Adobe Premiere nó có cái nhược điểm là nó cài đặt máy được bộ ổ đĩa được bộ với cái cạc đồ vật, cái nó lỗi cạc. Rồi mới dùng cạc, rồi dùng cái ổ đĩa nó to chứ không làm được đấy. Thế thì bác có hỏi gì về mặt sản phẩm? Trao đổi kinh nghiệm tại sao không? Nhưng mà tôi đến làm nhiều hỏi đi. Cháu vẫn thực tự người mò chứ. Đúng rồi, tức là phần mềm này là bác này có bảo nó đơn giản, tự người mò làm hết. Còn bảo từ cái này thì trẻ con làm thử rồi, người ta thấy là trẻ con làm hết. Thế các bác là bố trẻ con, ở đây các bác hoàn toàn là bác hỏi. À vâng, thế thì bác tìm tòi chưa xác thăm khám. Thế thì bác có hỏi gì về cái tìm tòi được không? Chị Vĩ Bảo Hải Phòng. Vâng. Chưa mà chị. À vâng. À, tức là chị có ý kiến là chị chưa hỏi gì, vâng, bởi vì thế thì chúng ta lưu ý là đối với cái này thì ta không nên dừng mức ấy, là ta chỉ thể hiện một số các cái ảnh tĩnh đồ họa. Các bác có thể đưa nó cả một đoạn video các bác quay của máy được cả nhận. Dù như hôm nay là bác quay ở trong lớp, thế giả sử gặp với chị thì giả sử mấy bác nam ở Thái Nguyên gặp với chị ở Vĩnh Bảo Hải Phòng thì quay chị không đưa một file xong rồi tặng chị cái file ấy. Thế như vậy là bác là thay vì nói bằng lời rồi, bác nói một lời có cánh, nhưng nhìn bác tặng người ta, nên tặng người ta một đoạn quay, nhưng bác quay người ta bằng cái đoạn máy thì ta đứng minh, bác đưa phần mềm này, sau bác chế lại, rồi bác nén lại dưới chuẩn nén thì nó file rất nhỏ và bác gửi qua email tặng người ta, rõ không nhỉ? Đơn giản đúng không? Qua Hải Phòng cho kiến. À, bác cái hình đồ họa đấy thì bây giờ. Thì bác tìm hiểu cái này nó có cái này là khi bác làm này thì bao giờ đưa hình đưa video vào thì bác đưa cái âm thanh, thì âm thanh ấy đối với hình cái video thì bác phải kéo đi nó lại với một gì là nó nén được, chúng ta hiểu nhỉ? Thế nhưng mà đối với cái âm thanh là không nén được, được nói như nói linh diễn tưởng thì bác mà zoom nó lại nó cắt chứ không phải nó nén. Ta hiểu nhỉ? Nó đang 1 phút nhé, và bác kéo thì 2 phút thì cái gì, cái ảnh nó xuất hiện 2 phút. Nhưng âm thanh bác kéo ra thì nó không kéo được, mà bác kéo ra là nó sẽ có đôi. Thế còn nếu mà bác mà cắt đi, bác kéo lại là nó cắt bớt. Từ 2 phút bác kéo lại là nó cắt còn 1 phút thôi. Nha. Đấy, thì riêng âm thanh. Nên bởi vậy là tôi dành mấy slide cho trình bày âm thanh là như thế. Thì âm thanh là cái xử lý trong video thì bác chưa thử nghiệm. Thế còn những cái hình ảnh, cái này video các thì bác xử lý được. Đây cũng là chị vẽ đẹp. Nhưng mà chị là theo đó cân đối đúng không? Đừng cân đối, ta phải lệch đi. Bởi trên người mình có phải cái nào cân đối đâu đúng không? Đấy, chị xem. Đấy, chị phải lệch đi nó đi. Vâng, đúng rồi, chị cứ ảnh cô giáo được. Thế nhưng mà chị ơi, ảnh cô giáo đây thì là chị là không phong thủy rồi. Chị có thấy ai chụp ảnh ở trên đầu thì có cái xà không? Như vậy làm sao nó lớn được? Từ khi chụp ảnh thì phải tránh cái xà trên đầu, đấy là một nguyên tắc hồi họa nhỉ? Chụp ảnh không được có cái tây trên đầu, đấy là cả đông tây đều kiêng, và trên đầu thì có cái xà như này thì bao giờ lớn được? Đấy, thế thì cái ảnh đó là chỉ cắt cái xà đi thì bỗng dưng lại được ảnh đẹp. Đấy, như thế thì người ta gọi là nghệ thuật cắt cúp này thế nha. Thế chúng ta phải có những cái em ơi, em vẽ bằng tay hơn em vẽ bằng số hình. Cái này cái sách ra thì là vẽ theo hình thôi, mà sai rồi cái ô tô này, cái bánh ở chỗ này, có bánh nó phải lên một tí, cái bánh cái này làm sao xe chạy được, cái tàu cũng được. Thế là em vẽ em phải biết về cấu tạo cơ khí cũng được. Đấy. Rồi. Vâng. Chị đã dạy cái nào được? Ơ chị ơi, chị phải nhập cả video vào. Đấy, nhập video vào xong chị nhập một cái bài KP mấy bạn được, cái là chị cho nó hát thử. Được. Đúng rồi, đấy, bác đã sở xuất phim rồi đúng không? Đấy. Vâng, thằng nhạc.
cái bình nhạc này nó cắt đi, tầm này di làm nó cắt, cái nó dùng kéo này. Các bác ơi, ở trên ý, trên cái màn hình chính nó có một cái như con dao ấy, mà tôi đã nói cho tiền rồi, thì khi ta bấm nút dao nó, ta bấm đâu máy tự động là cái dữ liệu của mình nó cắt ra, nó cắt làm hai, thì con dao cắt. Rồi thế thì có lẽ thời gian có thế thôi, nhưng mà chúng ta đã đến 2 giờ rồi, đã hết rồi. Thế thì xin gặp lại các bác sau. Vâng, xin chào các bác. Bây giờ thì thầy hướng dẫn về cái 3D ấy, thì vẫn đang phải bị cái nhóm kia nó níu kéo. Xin theo tôi là mình tranh thủ. Dĩ nhiên là làm ở trên thủ đó anh đó là tạo ra một cái đoạn tin nhắn ấy. Sau ghi nữa lại thế thì đã làm chưa ghi chưa em làm chưa đúng không chia cái tả và ma quyền và đưa một số anh cho cái mà đã đi quát vào thì đưa vào cái vào chi phí bây giờ là mình thử đưa ông thanh vào đi thì anh ấy tranh thủ ra thì là nếu không thì ba giờ là mình đã kỳ ba đến tòa ba thầy ba lên chỉ số thì ta sẽ làm cái tôi tin tâm và sẽ